giới thiệu ghế ngồi học chống gù iSmart Duo Star S1. Đây là mẫu ghế ngồi được thiết kế theo chuẩn công thái học, giúp con ngồi học thoải mái và giữ được tư thế ngồi thẳng lưng. Ghế S1 có phần tựa lưng, được thiết kế với hai mảnh đối xứng có thể chuyển động linh hoạt để nâng đỡ và làm giảm áp lực lên cột sống của con khi ngồi học. Ghế nâng hạ độ cao dễ dàng từ 35 đến 54cm cho con một vị trí ngồi vừa vặn với vóc dáng nhất. Mặt ghế rộng rãi được làm bằng đệm mút nguyên khối dày 10cm, vô cùng êm ái. Mặt ngồi có thể điều chỉnh độ tiến lùi để phù hợp với chiều dài chân của con. Tựa tay ghế gập mở thông minh, giúp con dễ dàng ra khỏi bàn và ghế cũng có thể được xếp gọn vào bàn. Ngoài ra, ghế có thêm tính năng khóa bánh tự động khi con ngồi lên, gia tăng sự tập trung khi ngồi học. Ghế được tặng kèm vỏ bọc, giúp việc vệ sinh ghế dễ dàng hơn. Sản phẩm được bảo hành chính hãng lên tới 3 năm, bảo trì trọn đời và miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Đến Diego để trải nghiệm ngay thôi. Bàn ghế chống gù Diego cùng con đi tới tương lai.